Tính đến hôm nay, số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Nga đã tăng lên đến gần 4.700 người. Trong đó, hơn một nửa số ca này được ghi nhận tại thủ đô Moscow, nơi đang được coi là tâm dịch COVID-19 của Nga. Vậy nhưng con số tử vong ở thành phố này trong tháng 4 lại vừa được điều chỉnh, tăng lên gấp đôi theo thông báo mới nhất của chính quyền thành phố. Vì sao lại có sự điều chỉnh tăng này? Chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên Nhật Linh, thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nga để có câu trả lời. Sau những tranh cãi về số liệu tử vong vì COVID-19 ở Nga thì mới đây, Sở Y tế Moscow đã công bố số liệu theo phương pháp mới, cho phép tính các trường hợp mà COVID-19 là nguyên nhân chính gây tử vong và cả những trường hợp mà COVID có khả năng cao là chất xúc tác và dẫn đến làm nghiêm trọng thêm các căn bệnh nền khác. Trước đó thì Moscow công bố trong tháng 4 có 636 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Sau khi thay đổi phương pháp tính thì số ca tử vong tăng lên gần 2,5 lần. Cụ thể là 1.561 trường hợp, bao gồm 756 người được chẩn đoán dương tính nhưng tử vong vì những nguyên nhân khác và 169 người nghi nhiễm dù kết quả xét nghiệm là âm tính. Cách tính mới này thì bao gồm cả những trường hợp còn nghi ngờ và gây tranh cãi. Nhưng theo Sở Y tế Moscow thì ngay cả với cách tính mới thì tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Moscow chỉ dao động từ 1,4% đến 2,8%, tức là vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 10% ở New York hay là 23% ở London.